nấu 1.6 lít nước sôi các bạn. Đó, sôi sùng sục luôn nè, mình sẽ cho vào mình nha. Đây. Đó, cho vào. Cho vào. Vào. Nước này thì các bạn không cần cân đông đít không bạn, các bạn cho vào lát mình chắc ra, cảm giác mình chắc là ít nước là được các bạn nha. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà quay lại kênh Quyên Cúc Nhân Chiêu nha. Trong tập này mình sẽ review và so sánh các sản phẩm trong hệ thống đường gió các bạn nha. Đó, thì sản phẩm đầu tiên mình sẽ review đó là những sản phẩm thuộc hệ thống mì gói dạng mì sốt tương đen các bạn. Một dạng mì mình đang rất là hot hiện nay các bạn nha. Thì mình có nghiên cứu trên thị trường, mình thấy có nhiều loại lắm các bạn, nhưng mà ở đây mình thấy ba loại này mình thấy khá là phổ biến các bạn. Đó là loại mì tương đen Bắc Kinh nè, mì rất nổi tiếng của cái hãng Otogi nè các bạn. Đây. Và thứ hai là mì tương đen truyền thống của người Hàn Quốc, cũng là một hãng khá nổi tiếng các bạn, đó là hãng Koreno các bạn, Chia Trang Mẫn. Đó, cho bạn xem mình nha. Đó, những sản phẩm mì đen tương đen rất là hot trên thị trường hôm nay. Và thứ ba là loại mì tương đen của Samyang, cũng là một thương hiệu nổi tiếng của người Hàn các bạn. Đây, mình thấy đều là toàn là của Hàn Quốc không bạn, nhưng mà lại là món mì tương đen của người Trung Quốc. Bạn thấy không? Các bạn nhìn xem á, đáng được sơ sơ được cái loại mì này mất tiền hay là lẻ tiền các bạn nha. Gói này gói nhỏ các bạn, đây hai gói tầm khá là lớn rồi nha. Giá cũng sẽ tương đương theo các bạn. Để mình cho các bạn xem cái giá cái mì này thử nha. Đây mình sẽ mua chỉ báo giá xanh đây. Đây giá của sản phẩm của cái mì tương đen các bạn. Mình có mua hai cái gói này thì mình đã mua trước các bạn. Tầm nhớ lầm như là 89 ngàn hay bao nhiêu á. Hai cái này có cái giá trong cái báo giá xanh các bạn nha. Đây, một gói là 14.000 Koreno các bạn, 14.000 các bạn. Còn gói Samyang này khá mắc các bạn nha, 24.000 luôn các bạn, kinh khủng. Gấp ba là cái gói này mà gấp đôi cái gói này các bạn, kinh khủng. Ok, mình sẽ chia lấy từng gói bằng nha, rồi sau đó mình sẽ test thử các bạn nha. Rồi mình sẽ so sánh thử ba cái sản phẩm này thì cái thằng nào vượt trội hơn nha. Mặc dù giá cả thì thấy khác biệt rồi các bạn, nhưng mà không biết hương vị sẽ từng loại như thế nào các bạn nha. Ok, mình sẽ review chi tiết cho các bạn xem luôn. Ok, bây giờ mình sẽ review chi tiết ba sản phẩm này cho các bạn xem nha. Đây là mình sẽ zoom cận cảnh cho các bạn xem luôn nha. Đây, mì tương đen Bắc Kinh. Đầu tiên mình sẽ review chi tiết sản phẩm bên ngoài trước. Đó, cho các bạn xem. Mì tương đen Bắc Kinh nè. Beijing cha ramen. Cái này là gói mini các bạn nha, giá sẽ rẻ các bạn. Nấu 140 cho vào nồi các bạn. Đó, tức là mình sẽ cho cái gói rau củ vào và sẽ khô vào trước. Thì khi mà nước sôi á, củ gặp nước sôi các bạn, nó sẽ nở ra các bạn nha, sẽ chín các bạn nha. Đó, và sau 5 phút á, thì mình mới chắc cái nước ra. Mình chỉ để là khoảng 30ml nước các bạn, tức là 450, còn khoảng cỡ 30ml nước, tức là bỏ hơn gần khoảng hơn 400ml nước. Và sau đó mình sẽ cho gói súp gia vị vào.
rồi gói dầu vào trộn đều bạn nha. Cái này là giống như là mì xào bạn nha. Đó, rồi bạn lưu ý là mì xào nha. Đó, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của bạn nha. Là mì xào. Đó, là mình sẽ đổ nước vào, chỉ là cho cái phần rau củ nở ra bạn, nó sôi chín. Sau đó mình để lại tí xíu nước mình trộn với gói gia vị và gói dầu các bạn. Đó là cái này là ăn mì xào bạn nha. Công ty Otogi nằm ở Bắc Ninh. Là hãng khá nổi tiếng các bạn. Otogi, Corino và Samyang những hãng khá nổi tiếng về mì gói bạn nha, của Hàn. Mấy gói hàng, mấy cái gói mì Việt Nam. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ review cái thằng thằng review từ vẽ lên cao đi các bạn, thằng Corino đi nha. Đó. Đó, một cái gói cũng tương đương nhau mà giá này gấp đôi, là 14.000 này 24.000, thằng này có 8-9.000 là khủng khiếp các bạn nhỉ. Đó, công nghiệp, ngành công nghiệp mì mà các bạn nổi tiếng nha, mì trộn tương đen, gia vị tương đen truyền thống của người Hàn Quốc. Cũng là tương đen mà kia truyền thống người Bắc Kinh, đây là người Hàn, đây là okay. Cũng tương đen luôn, mình sẽ review luôn ba loại tương đen coi Hàn hay là Trung Quốc nó khác nhau không nha. Này phân này châm, ok, hình ảnh chim bán chế minh họa các bạn công kinh điển rồi mình xem mặt sau bạn nha. Đọc kỹ người sử dụng trước khi sử dụng nha, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Rồi sẽ bị mềm dai hòa quyện cùng hương vị sốt tương đen, sự tinh tế từ sợi mì chỉ có ở công nghệ chế biến truyền thống Hàn Quốc. Wow, quảng cáo rất là rộ rồi nha. À, đọc khác cái kia hồi nãy hoàn toàn. Tránh để gần nguồn nhiệt nóng sản phẩm có mùi mạnh, không sử dụng sản phẩm quá hạn. Đó, đọc những lưu ý rồi nha. Bảo quản được khô ráo. Đây hướng dẫn sử dụng của bạn. Ứng dụng nha. Đun sôi 550 lít nước, cho gói rau và bắt mì vào nồi nóng cho 54 phút, cũng từ từ kia 5 phút. Chắc nước giữ lại 2/3 thìa nước trong bát, cũng giống từ kia luôn, 30 lít thì vậy đó. Rồi sau đó cho gói gia vị và gói dầu thức rồi trang kia các bạn, cũng là mì xào luôn rồi. Nè, để mì ngon hơn là trong khi chờ mì chín, chuẩn bị sẵn có gia vị, có dầu ra bát. Khi trộn nước sợi mì khô với mạt dính, mà có thể thêm một vài thìa nước luộc mì để gia vị hòa quyện thấm sâu vào từ sợi mì. Cái dầu nó làm sợi mì nó bóng mượn và nó không dính nhau các bạn nha. Tại vì sợi mì nó nóng nó sẽ gặp dính nhau, có dầu nó sẽ giảm bớt cái việc dính nhau các bạn nha. Đó, mì khô hơn hay cái dầu vậy các bạn. Đó. Rồi, sử dụng ý tưởng kia hàng 4 phút, hàng 5 phút thôi. Công ty này nè là công ty Padovina. Padovina nè các bạn. Nè, Corino nổi tiếng nè, nằm ở Phú Thọ nha. Mì trộn tương đen thành phần vắt mì bột. Ok, hướng dẫn sử dụng hai này thì tự tựa nhau rồi. Dần thứ ba các bạn nha, còn khác gì hôm nay. Mắc nhất của các bạn, Samyang, chương trình cuối vậy. Mắc kinh luôn á. Ở đây thì nó nhập sao đó nè, nhập khẩu hàng gì nó bắt không phải rồi các bạn. Không có tiếng Việt luôn. Dầu ô liu các bạn nha, thấy mắc tiền rồi đó. Dầu ô liu mắc tiền thằng dầu kia các bạn. Sản phẩm của Hàn Quốc Made in Korea. Vậy nó mắc các bạn. Nhập khẩu mà. Đây, bạn tiếng Hàn không mày ơi. Nguyên con này bên Hàn về này. Tiếng Hàn không. Không biết ngon không, mà thấy tiếng Hàn không rồi, có vẻ thấy bro rồi đó các bạn. Nè ở đây nè bạn, như sử dụng tiếng Hàn các bạn. Đó, tiếng Hàn không, mình sẽ đọc cái bản phụ gọi là nhãn phụ của bạn trong tiếng thiết kế, còn nhãn phụ đó là nhãn chính là tiếng gốc nội địa, và cái sẽ nhãn tiếng Việt Nam sẽ gọi nhãn phụ các bạn nha, nhãn nhỏ với dán nhẹ thôi các bạn. Thì đây mì trộn tương đen Chinese soybean fast ramen. Tương đen Hàn, tương đen tương tạo này Trung Quốc hả các bạn.
thành phần mới là bột mì nha. Bột mì dầu cọ, rồi tinh dầu hương trà xanh tự nhiên. Wow, nhiều chất quá các bạn, chất nhiều lắm nha. Chất làm dày nè, hương trà xanh, protein đậu nành, dầu ô liu, kem thực vật, chất thiêu vị, chất điều chỉnh axit, có rau, protein đậu nành, hành bắp cải, tại vì cái nhãn phụ này nó sẽ gộp hết nhiều thông tin vào đây các bạn, ngắn gọn luôn nha. Đó, khi sử dụng nè, cho gói mì có ra và 500 lít nước các bạn xem nữa. Nó là nhập khẩu nguyên một con từ bên Hàn Quốc về luôn, không biết có ngon hơn không. Này hai này xuất Việt Nam đây mà nhập khẩu về các bạn, khẩu về. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đường tô và mình sẽ test bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ làm theo hướng sử dụng luôn. Bắt đầu nào, bắt đầu bỏ vào đường tô nha.